Học tiếng Nga cơ bản, bài số 58, cách chia động từ theo nhóm 2. Chào các em, hôm nay chúng ta tiếp tục học tiếng Nga bài số 58, cách chia động từ nhóm 2. Bài số 57 của chúng ta là cách chia động từ nhóm 1. Chúng ta đã chia động từ изучать, работать, помогать là những động từ mà thuộc nhóm chia thứ nhất. Tôi xin nhắc lại là những động từ thuộc nhóm chia thứ nhất thì có đuôi T và dấu mềm, thì chúng ta sẽ chỉ cần bỏ đuôi T và dấu mềm, sau đó thêm đuôi động từ vào đây thì là chúng ta sẽ tiến hành chia. Thế còn ở nhóm 2 có sự khác biệt. Ở nhóm 2 thì tất cả các động từ thông thường là có đuôi IT dấu mềm. Đó, thì trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ phải bỏ cả đuôi IT và dấu mềm để tách ra cho các bạn thấy. Và lúc đó nó chỉ còn lại cái gốc từ. Lúc đó thì chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chia. Tôi lấy ví dụ động từ учит. Đây là động từ учит, động từ học tập. Tôi xin nói một chút là cái bài học số 57 vừa rồi thì số lượng người theo dõi rất là ít. Chắc là các bạn cũng đã biết chia động từ nhiều rồi. Nhưng do là đây là kiến thức cơ bản cho nên là tôi vẫn cứ tiếp tục hướng dẫn các em cách chia động từ. Sau khi hướng dẫn các em cách chia động từ nhóm 1, nhóm 2, chúng ta sẽ học tiếp một bài nữa là cách chia động từ có đuôi phản thân, đuôi xia. Sau đó thì chúng ta sẽ chuyển sang học những bài có tính giao tiếp nhiều hơn. Tiếp tục bài ngày hôm nay. Khi chúng ta chia động từ учит, chúng ta sẽ bỏ đuôi IT dấu mềm. Đây nhé, sẽ bỏ đuôi IT dấu mềm. Đuôi IT dấu mềm. Đó. Thế và chúng ta sẽ cất nó xuống dưới này. Các bạn sẽ không nhìn thấy nó nữa. Thế và lúc đó thì chúng ta sẽ còn cái gốc từ uch. Và chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành chia. Chia hết thì chúng ta sẽ nhân cái số lượng này, cái gốc từ này lên thành 6. 6 phiên bản tương đương cho 6 ngôi. Do là từ ngôi thứ hai nó sẽ có trọng âm cho nên tôi sẽ để tiếp một trọng âm vào đây. Và cái trọng âm này tôi sẽ để màu đỏ để cho các bạn dễ phân biệt. Đó. Thế và bây giờ tôi sẽ nhân nó lên 6 ngôi. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành chia. Ví dụ nói tôi học thì sẽ nói như thế nào? Tôi sẽ nói là Я учу. Я учу. Và chúng ta nhìn thấy trọng âm nó vẫn rơi vào cái từ âm tiết thứ hai này. Nhưng từ cái ngôi thứ hai trở đi, đấy, Я учу, từ cái ngôi tươi ôn cho đến ngôi cuối cùng thì nó trọng âm sẽ nhảy lên âm tiết thứ nhất. Я учу ты учишь. Учишь. Đó, các bạn lưu ý cách đọc nhé. Tôi sẽ đọc lại. Я учу ты учишь. Ты учишь. Và он учит. Trọng âm là rơi vào âm tiết thứ nhất. Он учит. Мы учим. Мы учим. Вы учите. Вы учите. Đó. Вы учите. Và они, они учат. Đó. Chúng ta đọc lại. Я учу. Я учу. Chúng ta lưu ý trọng âm rơi vào nó, rơi vào âm tiết thứ hai này, cho nên chúng ta đọc cái âm tiết thứ hai này dài ra. Я учу. Và từ ngôi thứ hai thì trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, chúng ta phải nhấn mạnh trọng âm đó. Ты учишь. Ты учишь. Chúng ta nhấn mạnh và kéo dài ra. Ты учишь. Я учу, ты учишь, он учит, мы учим, вы учите, они учат. Đó, đó là cái cách chia động từ thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ thử chia một động từ khác với cái ở cái nhóm 2 này. Đó là động từ делить, là động từ có nghĩa là chia cái gì đó. Ví dụ như là chúng ta chia cái bánh mì ra làm đôi chẳng hạn. Đó. Tôi đặt cái động từ delete sang bên này để cho chúng ta dễ nhìn và chúng ta sẽ tiến hành chia. Chúng ta hiểu rằng là động từ mà có đuôi để chúng ta phân biệt được nó thuộc nhóm chia thứ hai. Đó, thì nó có đuôi IT dấu mềm. Nếu có đuôi IT dấu mềm thì chúng ta xác định, có thể xác định đó là
động từ thuộc nhóm chia thứ hai. Đây tôi chia cái đấy, tôi tách cái đuôi nó ra để cho các bạn dễ phân biệt. Đó. Delete. À, delete có nghĩa là chia cái gì đó, chúng ta chia cái đồ vật gì đó ra làm hai phần, làm ba phần vân vân, ví dụ như thế. Delete. À, thế muốn chia động từ này thì chúng ta sẽ có cái chia như sau. Bây giờ chúng ta sẽ bỏ cái đuôi này đi. Delete. Thế và ở đây chúng ta sẽ đưa cái đuôi này sang. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. À, phân tích để cho các bạn xem nha. Cái này nó cũng có một cái rất hay. Đó, thế và trọng âm nó sẽ vẫn rơi vào đây. Chúng ta biết rằng là cái đuôi của ngôi thứ nhất là ở trong cái động từ uchit là u. U. Nhưng mà đó là đứng sau chữ chờ thì nó là u. Nếu như đứng sau một cái phụ âm khác thì lúc đó nó không phải là u nữa mà nó sẽ là u. Nó sẽ là u. Đó. Ở đó là một, tức là chúng ta hiểu là gì? Là ở trong cái nhóm chia thứ hai này nó có thể là u hoặc là nó có thể là u. Và tương tự là ở cái ngôi thứ ba số nhiều này cũng vậy, nó sẽ có một sự thay đổi. Thế và bây giờ chúng ta sẽ nhân bảng lên để cho các ngôi tiếp theo. Bắt đầu từ ngôi thứ hai này thì nó sẽ có sự thay đổi về trọng âm. Thế và chúng ta biết ở đây nó là trọng âm sẽ nhảy lên phía trước. Đó. Tôi đã cho sẵn cái trọng âm lên phía trước rồi. Thế bây giờ chúng ta chỉ cần nhặt cái đuôi này chúng ta để sang thôi. Là xong thôi. Yadilus. À, chúng ta nhớ nhé. Nếu mà chữ chờ, chờ thì nó là u. Và nếu là phụ âm khác, ở đây có một số phụ âm sẽ có một số cái phụ âm nó khá đặc biệt. Đó, những phụ âm thông thường thì nó sẽ là u. À, nó thực chất ra ở trong sách giáo khoa người ta sẽ liệt kê cho các bạn một loạt những cái phụ âm mà đứng đằng sau nó sẽ là u. Thế nhưng mà tôi không đưa vào đây để cho các bạn khỏi đau đầu. Gặp đến đâu chúng ta sẽ học đến đó. Thế vậy ở đây chúng ta sẽ có là từ ngôi thứ hai thì trọng âm sẽ nhảy lên âm tiết thứ nhất. Và chúng ta sẽ có Jelish. Từ Jelish. On Jelit. On Jelit. Đó. Anh ta chia bánh mì chẳng hạn. On jelim. Mới jelim. Mới jelim. Với jelice. Jelice. Они. À, đến bây giờ đến cái chữ này. À, chúng ta hiểu rằng là lúc nãy thì tôi đã nói rằng là gì? Đứng sau chữ chờ này, những cái nguyên âm mềm biến thành nguyên âm cứng. Đó. Thế vậy thì ở đây lúc đó thì nó lại trở về đứng sau một phụ âm thông thường thì nó lại là thành nguyên âm mềm. Đó, thành gì liệt. Đó. Các bạn thấy nhé. Thế là bây giờ chúng ta sẽ đọc ya gilus tư gilis on gilip mới gilim với gilice они делят. Như vậy vừa rồi chúng ta đã chia xong động từ gilit. Động từ delete là động từ chia, phân chia cái gì đó. Bây giờ chúng ta sẽ chia một động từ khác tương tự như vậy và nó lại có một sự hơi khác biệt một chút. Thế và bây giờ chúng ta sẽ tập chia động từ tiếp theo. Tôi có một động từ gọi là động từ любить. Động từ любить. Động từ любить có đuôi từ it giống mềm. Любить. Thế và khi chia thì chúng ta cũng sẽ bỏ cái đuôi it giống mềm này đi. Và chúng ta còn một cái gốc từ là люб. Sau đó chúng ta cũng sẽ chia như vậy. Ngôi thứ nhất я люб. À, chúng ta nhìn thấy ở đây. Nếu theo đúng theo nguyên tắc thì chúng ta sẽ đọc я люблю. Thì rất là khó nghe đúng không ạ? Thế cho nên là người Nga người ta không nói я люблю, người ta nói là я люблю. Люблю. Vậy thì chúng ta thấy là gì? Là cái ngôn ngữ nó phát triển không phải là do quy luật người ta đặt ra mà là do một quy luật phát triển tự nhiên. Người ta nói làm sao cho nó thuận miệng thì lúc đó người ta sẽ nói,
và lý thuyết chỉ là có tính chất tổng kết lại những cái hiện tượng ngôn ngữ mà người dân người ta đã nói thôi, đúng không ạ? Thế vậy thì qua đây chúng ta mới thấy rằng là ở đây do là có chữ bậc ở đây là rất khó nói, nếu như chúng ta kết nối với đuôi từ của động từ chia thì lúc đó sẽ khó nói và người ta sẽ thêm một chữ L vào giữa riêng cho cái ngôi này. Người ta sẽ nói là Ya Lublu, Ya Lublu. Và từ ngôi thứ hai trở đi thì nó sẽ lại bình thường. Từ Lubis, từ Lubis. Đó, chúng ta nhìn thấy và lúc đó là trọng âm trong trường hợp này cũng như tương tự như động từ Yelit là trọng âm sẽ nhảy lên phía trước. Đó, chúng ta đọc lại nhé. Ya Lublu là tôi yêu, đúng không ạ? Động từ Lubis là động từ yêu. Ya Lublu, tới Lubis, tới Lubis, Lubis. Và từ ngôi thứ ba cũng tương tự như vậy. Tôi sẽ chia luôn. On Lubit, Lubit. Mới Lubim, với Lubiche và ani Lubit, ani Lubit. Đó. Chúng ta đọc lại nào. Ya Lublu. Các bạn rất hay nói câu này đúng không ạ? Ya Lublu. Nhưng mà các bạn không biết tại sao lại là có chữ L ở đây đúng không ạ? Thế vậy thì tôi nhắc lại nhé. Là riêng trong động từ này Lubit là trong ngôi thứ nhất người ta thêm chữ L vào để cho nó dễ nói. Ya Lublu. Tới Lubit. On Lubit. Mới Lubim. Với Lubiche. Và ani Lubit. Các bạn thấy thú vị chưa ạ? Cái điều này nó cực kỳ là thú vị. Thế và tôi sẽ cho một động từ nữa thì các bạn sẽ thấy nó lại còn thú vị nữa. Và bây giờ tôi sẽ lấy cái gốc từ này ra. Thế và chúng ta có động từ Cupit. Động từ Cupit. Động từ Cupit là động từ mua. Mua bán cái gì đó đúng không ạ? Chúng ta mua cái gì đó là động từ Cupit. Và động từ Cupit cũng có đuôi IT dấu mềm. IT dấu mềm. Chúng ta nhìn thấy đây là Cupit, Cupit. Và khi chia cũng tương tự như động từ Lubit, do là chúng ta sẽ bỏ đuôi IT dấu mềm đi nào, bỏ đi. Thế và do ở đây là chữ P ở cuối, cho nên là muốn chia được nó thì người ta đệm thêm chữ L vào. Cupit. Ya Kuplu. Ya Kuplu. Đó. Thế bây giờ các bạn đã hiểu tại sao là người ta nói Ya Lublu hoặc là Ya Kuplu rồi, đúng không ạ? Bởi vì sao? Nó khó nói cho nên là người ta thêm chữ L vào cho nó dễ nói. Thế và từ ngôi thứ hai trở đi. Từ ngôi thứ hai trở đi thì nó sẽ mất cái chữ L đó. Tôi ở đây tôi sẽ bỏ chữ L cho các bạn xem nha. Bỏ chữ L đi. Và một điều đặc biệt là trọng âm nó lại nhảy lên phía trước. Chúng ta đọc nè. Ya Kuplu tới Kupis. Kupis. Ya Kuplu tới Kupis. Và từ ngôi thứ ba cũng tương tự như vậy. Chúng ta sẽ đặt luôn vào đây. On Kupit. Mới. Mới Kupim. Với Kupiche. Ani Kupit. Động từ Cupit là mua đúng không ạ? Chúng ta muốn mua gạo này, mua bánh mì này, vân vân. Chúng ta dùng động từ này. Ya Kuplu, Ya Kuplu. Tới Kupis. On Kupit. Mới Kupim. Với Kupiche. Với Kupiche. Ani Kupit. Đó. Vậy thì hôm nay chúng ta đã học cách chia động từ ở nhóm 2 và chúng ta học được rất nhiều động từ. 3-4 động từ rồi đúng không ạ? Thế vậy thì các bạn cố gắng là đọc nhiều lần để cho nó nghe cho nó quen, quen tai và quen miệng thì lúc đó các bạn sẽ nói chuẩn xác. Và nhiều bạn khi mới học tiếng Nga thì khi nói động từ vào trong câu, nhớ được động từ để nói rồi đã khó rồi, đến khi nói trong câu lại không biết chia nữa, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta cứ chia luôn đi. Thì đến khi chúng ta nói là tự nhiên là nó quen mồm thì mồm nó sẽ nói ra, chúng ta không phải nghĩ. Vậy chúng ta đọc lại một lần nhé. Yêu chu tươi u chis on u chit mười u chim với u chiche ani u chat. Ya Kuplu tới Kupis. On Kupit. Mới Kupim. Với Kupiche. Ani Kupiat. Ya Lublu tới Lubis. On Lubit. Mới Lubim. Với Lubiche. Ani Lubiat.
Đó, thế vậy thì tôi xin nhắc lại đến đây thôi. Và chúng ta thấy rằng là cái đuôi của động từ nhóm 2 này là có đuôi u hoặc là you, tùy trong từng trường hợp. Thế và những cái ngôi còn lại nó là i, is, it, im, it và at hoặc là yat, tùy theo từng trường hợp. Bài học của chúng ta hôm nay tạm dừng tại đây. Các bạn đừng quên đăng ký kênh, chia sẻ bài video trên tường Facebook của các bạn, viết câu hỏi cho tôi qua địa chỉ email hoangvideo37@gmail.com. Chúc các bạn có cuộc sống bình yên, làm ăn thuận lợi và luôn thành công trong mọi công việc.